Vâng, xin giới thiệu tới quý vị khán giả và các bác một bộ đỉnh siêu kỹ được làm từ đồng đỏ và được tạo màu nâu đỏ giả cổ. Và đặc điểm nổi bật của quả đỉnh này đó chính là 5 chữ được khảm vàng, 4 con 9, rất căng bóng và sắc nét, không có một vết nhỏ nào để các anh chị và các bác có thể là chê. Và bộ đỉnh này được làm rất trau chuốt, chính xác đến từng mm, nhìn rất là căng và kỹ, rất là tinh xảo. Nếu quý vị anh chị nào đang có nhu cầu chơi những cái bộ đỉnh độc và những cái bộ đỉnh đặc biệt như thế này thì hãy liên hệ đặt hàng theo số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video.